Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn tương tương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang đứng trong khu vực công viên mà các bạn nhìn thấy đoạn đường người ta đi nơi đây thì thỉnh thoảng cũng có người đi qua lại vào thời điểm hiện tại, kính thưa bạn. Thì đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn tương tương của Du Danh. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine diễn biến 24 giờ cũng như những tình tiết về đất nước Ukraine hiện đang rơi vào trong tình trạng khó khăn, đặc biệt nhất là với vũ khí hiện tại mà Hoa Kỳ chưa có cung cấp cho Ukraine cũng như những chi tiết khác. Thì đầu tiên Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến việc Tổng thống Zelensky lẽ ra ngày hôm qua ông sẽ có cuộc họp trực tuyến cùng là giới Hoa Kỳ, đặc biệt nhất đó là thượng nghị viện và hạ nghị viện của Hoa Kỳ. Thì tới giờ phút cuối ông hủy bỏ và cuộc họp ở tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục. Thì một cuộc tranh luận giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, thượng nghị viện và hạ nghị viện Hoa Kỳ khốc liệt chưa từng có. Nói đến việc tranh cãi về vấn đề gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine 61 tỷ đô la mà hiện tại Ukraine đang cần thiết, và nếu như không có gói vũ khí này, Ukraine khó có thể trụ được để bảo vệ lãnh thổ đất nước Ukraine. Qua các báo chí bình luận cũng như những gì lời của Tổng thống Zelensky ông đã cho biết, ông nói tình hình hiện tại là đất nước của Ukraine đang rơi vào ở trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng giờ phút cuối ông đã hủy cuộc họp, lý do vì tình hình chiến sự và ông không có thời gian để cuộc họp này. Mà những gì ông đã khẩn thiết kêu gọi Hoa Kỳ thời gian vừa qua cho đến nay, thì tình hình là cuộc họp mà ông đã hủy thì ông không nêu lý do, mà ông chỉ nhắc một điều là chúng tôi đang khẩn cấp, đang cần, và cuộc chiến đang đến với chúng tôi một cách khốc liệt chưa từng có. Vì vậy trong cuộc họp ở Hạ nghị viện mà Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã nhấn mạnh và đặt điều kiện với Tổng thống Biden vấn đề biên giới Mexico cũng như người nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ. Vì vậy trong cuộc họp này đôi bên vẫn tranh cãi với nhau khốc liệt và gói hỗ trợ cho Ukraine vẫn không tới tay. Vì vậy tình hình ở Ukraine hiện nay là đang rơi vào cái cảnh dầu sôi lửa bỏng mà các báo chí đang bình luận hôm nay. Và Ukraine có giữ được đất nước của Ukraine hay không, đó là chi tiết về tình hình hiện tại. Hiện nay như các bạn đã thấy, nói Nga tấn công tàn bạo vào lãnh thổ đất nước Ukraine một cách phải nói là khủng khiếp nhất chưa từng có. Từ mặt trận Arinka, Marinka, Bakhmut và luôn cả miền nam Ukraine. Hiện nay dù rằng lực lượng quân đội Ukraine đã đáp trả cũng như những đợt tấn công vừa qua và ngay bây giờ đã đạt được thành công, nhưng nó chỉ là hiện tại, nhưng tương lai của nó rất là mù mịt theo các báo chí chia sẻ, đặc biệt nhất về chiến sự Ukraine. Nói về tình hình chiến sự ở tại Arinka cũng như luôn cả Marinka và mặt trận Bakhmut. Mặt trận Bakhmut đang dấy lên một hồi chuông cảnh báo là Nga đang lật ngược thế cờ mặt trận Bakhmut, vì Nga dùng lực lượng quân sự phải nói ở cách tàn khốc chưa từng có. Với binh lực của Nga hầu như đầy đủ khí tài quân sự và tất cả mọi thứ, nhưng Ukraine đang rơi vào trong tình trạng là thiếu hụt vũ khí. Vì vậy mặt trận Bakhmut có thể nói là tương lai của nó, nếu như vũ khí không kịp thời đến tay Ukraine thì điều chắc chắn rằng là trong tuần tới mặt trận Bakhmut Ukraine có thể thất thủ theo những gì các báo chí bình luận.
dù rằng lực lượng quân đội Ukraine dùng bằng mọi cách, mọi giá để đáp trả, ngăn chặn quân Nga những đợt tấn công vào mặt trận Bakhmut và luôn cả Mariinka. Hiện nay thì từ Solida và Mariinka, luôn cả mặt trận Bakhmut, Nga đang tấn công một cách vũ bão chưa từng có. Lực lượng quân đội Ukraine đặt ở trong các phòng thủ và bảo vệ, nhưng không biết trong những ngày tới ra sao. Theo tin tức từ lực lượng quân đội miền Đông, Ukraine đã cho biết, nói chúng tôi đã đáp trả với quân Nga một cách dữ dội chưa từng có. Và chúng tôi cũng đẩy lùi, nhưng sự đẩy lùi của chúng tôi đó là quyết tâm. Nhưng thời gian lâu dài, chúng tôi không đủ vũ khí, thì lấy gì để chúng tôi chiến đấu? Đó là theo những gì từ tư lệnh mặt trận Bakhmut đã cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, cục diện đang thay đổi ở tất cả về miền đông Ukraine. Riêng về miền nam Ukraine, kính thưa bạn, nói đến đảo Crimea vào cuộc tấn công ngày hôm qua mà lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công đến 41 chiếc máy bay không người lái, thì trúng ngay vào bộ chỉ huy và phi trường trực thăng của Nga, làm cho Nga thiệt hại nặng nề ở nơi đây, cũng như những cuộc không kích của Ukraine bằng máy bay không người lái, bằng xuồng cảm tử, thì phía Nga cho rằng đã bắn hạ hoàn toàn. Nhưng về tình hình hiện tại ở tại đảo Crimea, thì theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết là phá hủy máy bay của Nga, cũng như từ trạm radar và lẫn cả phòng không. Đó là chi tiết về vào ngày hôm qua mà lực lượng quân đội Ukraine đã phóng hàng loạt máy bay không người lái vào đảo Crimea. Về tỉnh Kherson thì lực lượng quân đội Ukraine phải nói là những cuộc đụng độ khốc liệt chưa từng có. Những cuộc đụng độ mà hiện nay đang giành giật ở tuyến đường huyết mạch là tuyến đường cao tốc mà lực lượng quân đội Ukraine đã vượt qua. Và tình hình ở Kherson là nếu như lực lượng quân đội Ukraine có đủ binh lực, đủ khí tài quân sự để tiếp tục cuộc chiến này thì đạt được thành công, nhưng nếu không thì Ukraine khó bề chiến thắng, theo các báo chí bình luận và chia sẻ. Đặc biệt nhất là tình báo Anh Quốc đã nhận định về tình hình hai cuộc chiến từ miền đông và lẫn cả miền nam Ukraine. Thì theo hình ảnh vệ tinh mà Anh Quốc và luôn cả diễn viên cứu chiến tranh Hoa Kỳ đã công bố cho biết, nói hiện tại lực lượng quân đội Ukraine đang ở trên thế thượng phong từ Adrinka và lẫn cả những khu vực khác. Nhưng thời gian kéo dài từ đây cho đến cuối tháng 12 khó có thể nói trước được. Mà nếu như vũ khí của Ukraine từ Hoa Kỳ và NATO hỗ trợ không kịp thời, không đủ, thì có thể là Ukraine khó có thể bảo vệ được lãnh thổ. Thì tin tức nghe hay cũng hơi buồn, kính thưa bạn, với cuộc chiến ngày hôm nay giữa quân Hamas và Do Thái, làm cho tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine bị chia đôi. Và hiện tại xem như từ Hoa Kỳ ngay bây giờ có thể nói là đang bỏ lãng quên Ukraine, và không còn giống như trước kia. Với thời gian trước kia chúng ta thấy nói đến Ukraine và cuộc chiến với Nga thì Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ sau khi đảng Cộng Hòa ở nắm chức chủ tịch Hạ Nghị Viện, thì ông lại ngừng viện trợ và Liên minh NATO không đủ sức để hỗ trợ vũ khí, đặc biệt nhất với đạn pháo và luôn cả hỏa tiễn đủ loại. Vì vậy tình hình hiện tại đang rơi ở trong cái cục diện là hơi bị tồi tệ. Vào ngày hôm qua ở tại tỉnh Osa, lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ một chiếc Su-24M của Nga và có cả máy bay Su-30 của Nga hộ tống và yểm trợ, nhưng cuối cùng bị lực lượng quân đội Ukraine bắn hạ ngoài khơi của vùng biển Azov thuộc đảo Rắn. Và tin tức cho rằng sau khi chiếc máy bay Su-24 của Nga đã bị rơi thì Nga tức tốc cho tàu cứu hộ và tìm kiếm phi công, nhưng cho đến bây giờ thì vẫn không có tâm tích. Thì có lẽ là phi công rơi xuống đã chết, lý do trời lạnh đổ tuyết. Dần dần nhiều tình tiết mà Nga tấn công dồn dập
từ miền Đông lẫn cả miền Nam Ukraine hôm nay còn máy bay Su-30 hoảng sợ và bỏ chạy vì hỏa tiễn giác chai, với một loại trong hỏa tiễn giác chai mà từ Hoa Kỳ và lẫn cả NATO hỗ trợ bắn chính xác. Và nhờ vào đây cũng do bắn hạ những chiếc máy bay không người lái. Thì rạng sáng ngày hôm nay Nga tấn công như vậy là 48 máy bay không người lái Sahel 131, 136 đồng loạt tấn công vào miền Nam lẫn cả miền Đông Ukraine từ Mariinka, Andriyanka và mặt trận Bakhmut, luôn cả khu vực Zaporizhia và tỉnh Kherson. Hàng loạt máy bay không người lái tấn công, theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết là quân đội Ukraine đã bắn hạ. Như vậy là 41 chiếc, còn lại những chiếc khác bị nổ và nhiều khu vực. Nhưng hiện tại chưa có tin tức về con số thương vong mà máy bay không người lái đã tấn công hàng loạt vào miền Nam Ukraine. Tình hình miền Nam Ukraine là lực lượng quân đội Ukraine đã chống trả quyết liệt và những đợt tấn công của Ukraine để giành vị thế, và điều đặc biệt hơn đó là hãy tìm phương hướng để đẩy lùi quân Nga, đặc biệt nhất là Kherson, Melitopol. Và nếu như lực lượng quân đội Ukraine trong 2 ngày tới đã giành được đường cao tốc, là lực lượng quân đội Ukraine có cơ sở được phần thắng nhiều hơn, theo các báo chí chia sẻ về tình hình hôm nay. Kính thưa bạn, riêng về báo chí Nga thì đăng tin rất nhiều về tình hình cuộc chiến cũng như luôn cả những chi tiết khác. Thì nói đến việc đầu tiên là Putin, tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út, đề cập đến vấn đề dầu hỏa. Và giữa hai bên cuộc thương lượng, Putin hôm nay đã lên đường xuất chuồng. Ê cha, không biết chuyện này Putin có quay trở về được hay không? Kính thưa bạn, nhiều chi tiết các báo chí bình luận về nói đến vấn đề đất nước Nga hiện đang rơi ở trong cái tình trạng là cũng không thua kém gì Ukraine. Nga thì cũng phải nói là dứt dơ dứt dưỡng, chó giặt móng, nai le lưỡi, không phải tốt lành gì đâu. Kính thưa bạn, Putin tìm đối tượng vì vấn đề dầu hỏa để phân định về giá cả, đừng để cho Nga tụt hậu giá dầu hỏa. Mà hiện tại thì Hoa Kỳ xem như bất lực trước tình hình này vì khối Ả Rập Xê Út hiện nay đang quay hướng về Nga. Hầu như Putin đang ở thế thượng phong về mặt chính trị. Kính thưa bạn, điều này có đúng hay không thì chưa xác định, nhưng các báo chí bình luận cho rằng là chuyến đi của Putin đặt nhiều trọng tâm về vấn đề dầu hỏa để ký kết với Ả Rập Xê Út, một trong các ông vua dầu hỏa ở Trung Đông, và bên cạnh đó đề cập đến tình hình chiến sự ở tại Do Thái và quân Hamas. Thì ngay bây giờ là Putin đã trên đường đến để cuộc họp ở Ả Rập Xê Út này. Thì chúng ta hãy chờ đến ngày mai thì chúng ta sẽ có được những tin tức đặc biệt về cuộc họp của Putin, và tình hình thế giới đang diễn ra càng lúc càng phức tạp và dẫn đến một cái thế giới hôm nay không còn yên lành nữa, theo những gì các báo chí đã chia sẻ. Riêng về thủ tướng của Nga thì ông lên tiếng hôm nay cho biết nói việc Nga đang tăng tốc sản xuất vũ khí ở các cấp độ là phải nói là tối đa và có thể vượt trội hơn của năm 2022. Trong năm 2023 thì đã vượt trội và sẽ tăng tốc thêm tới 50% so với thời gian trước kia. Và vũ khí của Nga không thiếu hụt. Nga sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến ở tại Ukraine cho đến thời điểm nào mà Nga đạt được thành công mục tiêu, tức là xâm lăng vào đất nước Ukraine, chiếm lấy 4 tỉnh lỵ của Ukraine. Đó là mục tiêu của Nga và luôn cả đảo Crimea. Giải pháp của Nga là một giải pháp rất là thông thường mà cho rằng đây là giải pháp tốt nhất của Nga, lấy 4 tỉnh lỵ của Ukraine làm vùng đệm và đặt biên giới để không bị ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Nga, theo lời Phó Thủ tướng của Nga Quốc phòng đã công bố. Đó là chi tiết về nói việc Nga sản xuất vũ khí mọi mặt, từ tên lửa
máy bay, tàu chiến và lẫn cả xe tăng, đạn pháo, tất cả các loại vũ khí đều tăng đến 50% so với thời gian trước. Thì Nga có đủ vũ khí và cộng thêm như vậy là tàu cộng Bắc Triều Tiên, Iran đã hỗ trợ cho Nga về mặt vũ khí nhiều thật nhiều, kính thưa các bạn. Thì Ukraine hiện ở trong cái thế là phải nói phập phòng lo sợ, mà Tổng thống Zelensky ông cũng nhức đầu nhức óc khi các quốc gia đã không còn hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nữa. Thì tình hình đất nước Ukraine sẽ ra sao trong khi một quốc gia đang chiến tranh và không có phương tiện để sản xuất vũ khí, dù có cũng là ở trong cái nhỏ giọt. Vì vậy, không thể đáp ứng đủ chiến trường, mà chúng ta cứ nhìn qua, nói đến đất nước Việt Nam của chúng ta. Thời gian trước kia, khi mà Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt nhất đó là Kissinger đã ký kết là với Tàu Cộng và bán đứng đất nước Việt Nam của chúng ta cho Tàu Cộng. Và nguồn lực vũ khí không cung cấp cách nào để bảo vệ tổ quốc? Đây là câu hỏi người ta đề cập đến, tức là quay trở lại thời kỳ năm 1975. Thì tình hình hiện tại là Nga có nhiều đồng minh và những quốc gia cường quốc, đặc biệt nhất là Tàu Cộng Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên không phải là lớn, nhưng Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và họ cũng có thể đủ cung cấp vũ khí cho Nga vì đất nước không chiến tranh. Đặc biệt nhất, Bắc Triều Tiên cần phải có tiền, họ phải tăng tốc sản xuất vũ khí nhiều hơn nữa và kế tiếp Iran để cung cấp cho chiến trường ở Ukraine và cả Nga sản xuất, thì Ukraine khó có thể dựng đứng được bảo vệ tổ quốc. Đó là theo chi tiết báo chí bình luận. Còn riêng về ông Peskov, ông Peskov hôm nay đã lên tiếng cho biết nói việc vấn đề đàm phán và như lời của Putin, sẵn sàng Nga và Ukraine ngồi lại đàm phán chấm dứt chiến tranh, nhưng phải đạt đến mục tiêu. Đây là mấu chốt người ta đề cập đến, nói vấn đề đất nước Nga. Khi Nga đã tuyên bố và tung những đòn tấn công ao ạt vào Ukraine, đặc biệt nhất là miền Đông. Cái giải pháp đầu tiên về cuộc tấn công này thì Nga phải giành chiến thắng để Putin nói chuyện vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì Nga trưng bày và phô trương là sản xuất vũ khí ở cách hùng hậu và đạt được thành công hơn cả Hoa Kỳ và Liên minh NATO. Đó là giải pháp thứ hai. Và giải pháp thứ ba là ông Peskov lên kêu gọi vấn đề việc đàm phán. Đây là mấu chốt quan trọng. Có phải Nga đang rơi vào tình trạng khó khăn giống như Ukraine hay không, mà lúc nào cũng kêu gọi đàm phán? Nếu như Nga đạt được thành công chiến thắng, thì bất cần cái việc kêu gọi đàm phán mà Nga giả giọng là nhân đạo để đi ăn cướp, kính thưa bạn. Vì vậy, người ta luôn đặt vấn đề về đất nước Nga giữa tình hình ở cuộc chiến hôm nay và có thể một cuộc chiến lan rộng cả châu Âu. Vì vậy, Putin chọn một con đường lựa chọn, đó là giải pháp hòa bình và ngồi vào cuộc đàm phán. Nhưng ngồi vào cuộc đàm phán với cái kiểu cách ăn cướp này thì khó có thể đạt thành công với những gì mà các báo chí chia sẻ. Thì theo lời của ông Peskov lên tiếng cho rằng Putin luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine với một điều kiện như Putin đã đề ra là Nga phải đạt đến mục tiêu, đó là Tổng thống Zelensky ông phải ký kết 4 tỉnh lỵ từ Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và tỉnh Kherson, luôn cả đảo Crimea là thuộc về của Nga, chấm dứt cuộc chiến, ăn cướp ngon lành, không có chuyện gì để nói. Và số phận của người lính của Nga thì đã hy sinh bao nhiêu, nói trong một tuần lễ vừa qua, kính thưa bạn, là ở khu vực Andriyivka, Nga đã mất đi 9.000 quân với vùng đất chết. Dùng đất không người, nơi đây không còn có người nữa, mà tất cả nơi đây nó là chiến địa và nhà cửa cũng như tất cả đã không còn. Chẳng hạn như ở tại Andriyivka, hiện tại Bộ Quốc phòng Nga công bố là đã chiếm được phân nửa ở Mariinka
Và hiện nay Marienka chỉ nói đến dân số thì người ta cho rằng khoảng 9.000 dân, có hơn gần 10.000 dân, nhưng tất cả đã trở thành đống đổ nát, không còn gì. Và cả thành phố Bakhmut, Arinka, khu công nghiệp dân dân, Nga phải đưa đến là mấy trăm ngàn quân để chiếm một vùng đất chết. Thì dấu hiệu cho thấy Nga đã thất bại hoàn toàn từ mặt chính trị, địa lý và nhiều chi tiết khác. Nhưng Ukraine cương quyết chiến đấu đến cùng, theo con một người lính dẫn chiến đấu. Vì vậy, với lời của ông Petko đang kêu gọi ngồi vào cuộc đàm phán là chứng tỏ cho thấy Nga cũng không thua kém gì Ukraine từ nhân sự, nhân lực và vũ khí mà Ukraine đã phá hủy của Nga. Con số rất là đáng kể, chưa từng có. Tình hình hiện nay đất nước Nga đang rơi vào ở trong cái tình trạng nói đến là 55-56 độ trừ từ Siberia và cho đến ở Moscow. Thành phố đang tê liệt và rơi vào cái tình trạng là phải nói bế tắc hoàn toàn vì tuyết đóng băng, và mức cảnh tượng đóng băng đáng sợ nhất chưa từng có. Qua hình ảnh với một người đi du lịch đầu tiên đến đất nước Nga vào tháng 12, vào ngày 6 thì ở tại Moscow với 54 độ trừ, kính thưa bạn, nói đến cá thịt, tất cả hàng gần là không đông lạnh cũng trở thành đông lạnh, đang chất đóng ở ngoài bán. Thành phố vắng tanh giống như là thành phố chết, không có người ra ngoài đường. Với người đi du lịch và cảm tưởng ở tại đất nước Nga, họ mặc bộ đồ chống lạnh, bảo đảm chắc chắn an toàn và cả điện thoại, nhưng ra ngoài đường chỉ vài phút sau, telephone ngừng hoạt động. Hầu như tất cả đều tê liệt qua những gì các báo chí đã chia sẻ. Chỉ riêng một trận đổ tuyết lên tới 2 triệu người, đất nước Nga đã mất điện hoàn toàn và hầu như bị tê liệt. Thì Nga đã thiệt hại con số rất là đáng kể mà Dư Dân có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy, tình hình mà Nga đang kêu gọi ngồi vào cuộc đàm phán thì phía thủ đô Kiev chưa có câu trả lời từ Bộ Ngoại giao của Ukraine và cũng không đâu bao giờ nêu ra cuộc đàm phán. Qua những gì từ lời của Tổng thống Zelensky, ông đã tuyên bố vừa qua với 10 quan điểm của ông, Nga không chấp nhận. Và cái điều kiện đó mà Ukraine đề ra, Nga bác bỏ. Thì giữa hai bên ngay bây giờ đang bế tắc nói đến việc đàm phán, và cánh cửa đàm phán bao giờ được hé mở. Vừa qua nói đến hai tướng lãnh Nga và Ukraine mà các báo chí đề cập đến là việc đàm phán. Một tin tức hé lộ mà chính phủ của Ukraine theo lời của ông Kuleba, ông bác bỏ và ông nói bất cứ trên mọi đàm phán nào mà chính phủ Ukraine không chấp thuận, điều đó là bất hợp lệ và chúng tôi không bao giờ chấp thuận. Vì vậy, tình hình hiện nay là giữa Ukraine và Nga đang bế tắc và đóng băng. Nhưng tương lai sắp tới, với tình hình hỗ trợ vũ khí cho Ukraine không có, thì có đàm phán hay không? Theo nhiều tin tức báo chí hôm nay, đặc biệt nhất là giới Hoa Kỳ, từ lời của ông Austin, ông mới vừa phát biểu mới nhất, và ngũ giác đài cũng như luôn cả Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ và giới chức an ninh của Hoa Kỳ nhấn mạnh một điều là việc mà gói hỗ trợ cho Ukraine dù rằng chậm trễ nhưng chúng tôi sẽ đến kịp thời. Điều đó Hoa Kỳ đã có tính toán. Thì hiện nay trong cuộc họp ở Quốc hội Hoa Kỳ, từ Thượng viện và Hạ nghị viện, sau khi cuộc tranh cãi thì có những tin tiết lộ, đặc biệt là Hoa Kỳ chấp thuận cho Ukraine với gói hỗ trợ vũ khí nhưng chưa nêu ra chi tiết, kính thưa bạn. Thì đây chỉ mà mới có lời họp nói và sau khi đó còn phủ quyết, như vậy là mất thời gian rất nhiều. Nói về cuộc chiến ở Ukraine đang rơi ở trong cái tình thế bế tắc hôm nay, đó là tin tức đặc biệt về Nga cũng như Ukraine mà các báo chí bình luận.
Riêng về tình hình châu Âu thì đầu tiên phải nói Nga đang giống lên một hồi chuông cảnh báo đến ba quốc gia ở vùng Baltic, đặc biệt nhất là Putin. Putin gửi một thông điệp cảnh báo nếu như ba quốc gia ở vùng Baltic khóa cửa và cắt đứt ngoại giao và luôn cả cửa khẩu thì Nga sẽ có hành động. Vì nếu như cắt đứt, Belarus xem như đứt dây chuông, kính thưa bạn, Lan và Điệp không còn chơi chung nhau nữa. Belarus phải chạy đôn chạy đáo. Và đồng minh của Nga, Belarus có quay lưng hay không? Đây vẫn là câu hỏi đặt ra và đề nhiều ý kiến. Nói đến việc Belarus giữa Litva và Ba Lan, nếu như khóa cửa, xem như về nền kinh tế của Belarus bị cắt đứt và lực lượng quân đội Liên minh NATO hiện đã có mặt ở sát biên giới của Nga, từ Phần Lan và lẫn cả ba quốc gia vùng Baltic và Romania và nhiều quốc gia khác. Nói đến căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì trên dưới là khoảng 200.000 quân. Ở nhiều khu vực từ Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đức và Romania, hầu như nơi nào cũng có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, kể cả Anh Quốc. Vì vậy là Nga đang ở trong cái tình thế là tiến thối lưỡng nan. Nếu như tấn công mạnh vào Ukraine thì tình hình châu Âu bất ổn, Nga cũng bất ổn theo sau. Vì vậy chuyến đi của Putin đang tìm dây cánh, tìm từ đồng minh, tìm luôn cả nguồn lực dầu hỏa. Chiến tranh phải có tiền, không có tiền không làm gì được. Vì vậy tình hình hiện tại nói đến việc châu Âu đã kêu gọi hỗ trợ cho Ukraine thì Ukraine đã có được một phần nhưng không đủ sức, kính thưa bạn. Nói đến đầu tiên việc vũ khí thì giữa vũ khí Hoa Kỳ và vũ khí của NATO hầu như sử dụng chung một loại đạn, đặc biệt là đạn M777 và đạn 105 ly. Tất cả hai loại đạn này đều chung với nhau nhưng đều có dây cánh xây chuyền với nhau, và luôn cả máy bay hay là hỏa tiễn dân dân mà châu Âu cũng bị lệ thuộc với Hoa Kỳ. Từ những dạng chip, những thiết bị dân dân Hoa Kỳ không cung cấp thì cũng chết. Vì vậy nó tình hình hiện tại ở châu Âu mà Tổng thư ký Liên minh NATO ông đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Ông nói từ Hoa Kỳ và NATO không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine thì chúng ta hãy chuẩn bị một kịch bản là cuộc chiến tranh toàn diện cả châu Âu, chuẩn bị trực hờ trước mắt, vì Putin không từ bỏ cuộc xâm lăng mà mộng bá quyền của Putin muốn hồi sinh trở lại thời kỳ Xô Viết trước kia. Đó là giải pháp của Putin. Cuộc chiến này khi Nga đã nuốt trọn Ukraine và Ukraine thất thủ thì bắt đầu Nga sẽ tấn công vào Moldova, Georgia và những quốc gia khác lân cận. Điển hình nhất đó là Romania. Giữa Romania và Nga cận kề kế một bên, chiếm được Ukraine là chiếm được Romania, cắt đứt nguồn liên hiệp NATO. Nơi đây chia đôi, phân nửa bên này, phân nửa bên kia. Liên minh NATO phải làm gì trước tình thế này? Vì vậy, với lời của Tổng thư ký NATO, ông đã kêu gọi tất cả các quốc gia hãy nỗ lực hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Hôm nay các bạn bỏ ra 100 đồng, các bạn thấy tiếc. Nhưng ngày mai các bạn có thể bỏ ra cả triệu đồng mà không còn đường lựa chọn. Qua những gì lời của Tổng thư ký NATO ông đã nêu ra vừa qua và cho đến hôm nay, thì tình hình ở châu Âu là cuộc chiến ở Ukraine đang rơi vào ở trong cái tình trạng phải nói là bế tắc và đang khủng hoảng. Từ Hoa Kỳ lẫn cả Ukraine, luôn cả Liên minh NATO hôm nay, đó là tin tức đặc biệt về châu Âu, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình đang sôi động ở cuộc chiến giữa Do Thái và quân Hamas từ miền Đông và lẫn cả miền Nam dải Gaza như sau. Thì tình tiết nói đến là lực lượng quân đội
Do Thái đã ào ạt tấn công từ miền Bắc và hướng thẳng đến miền Nam. Xe tăng của Ukraine bây giờ đang áp sát vào miền Nam Ukraine. Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông thay đổi chiến thuật. Một chiến thuật của ông mà đang dấy lên nhiều tin tức đang sôi động ở Trung Đông. Dù rằng hiện tại, ngay bây giờ, từ Hoa Kỳ và lẫn cả khối Ả Rập Xê Út cũng như châu Âu đang kêu gọi Thủ tướng Do Thái hãy tìm một giải pháp để bảo vệ người dân Palestine, phải lập ra một vùng chắc chắn an toàn. Từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng kêu gọi, nhưng giải pháp mà Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, đang đặt ra một điều kiện, một dải đất trống cho người dân Palestine. Hiện hãy đi dời đến ở đây, từ miền Bắc chạy về miền Nam, từ miền Nam chạy đến nơi trú ẩn, vì cứ lẩn quẩn loanh quanh khu vực này, nhưng tất cả hầu như không có an toàn nơi nào hết. Và tình hình hiện tại nói đến việc mà lực lượng Do Thái đã tràn ngập tấn công quân Hamas ở miền Bắc dải Gaza, miền Bắc dải Gaza về phía của Hamas giữ lấy, đang mất dần phần đất, bây giờ đang co cụm lại còn một chút xíu. Có thể trong tuần này và tuần tới thì quân đội của Do Thái sẽ kiểm soát hoàn toàn ở miền Bắc dải Gaza, và miền Nam dải Gaza tiếp tục tấn công hay chuyện gì sắp đến. Hiện nay người ta đang lo sợ rằng cuộc chiến Trung Đông sẽ lan rộng trong những ngày sắp tới. Điều đặc biệt nhất đó là lực lượng Hezbollah, Houthi ở Yemen và luôn cả lực lượng Iran. Nếu như lực lượng Do Thái bước đến ở miền Nam Gaza là sẽ có những đột biến sắp tới. Theo tin tức từ Hoa Kỳ và Viện Chiến tranh Nghiên cứu Hoa Kỳ đã nhận định một điều, với tiềm năng mà cuộc chiến ở tại Trung Đông bùng nổ lan rộng có thể diễn ra. Vì vậy, với hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, 2 chiếc và cộng thêm hàng chục tàu chiến và luôn cả tàu Anh Quốc đang sát cánh và ngăn chặn những cuộc chiến này với vũ khí từ Iran đã cung cấp, thì Iran cũng đã trình làng và gửi một thông điệp đe dọa đến Do Thái. Nếu như một cuộc chiến lan rộng thì Iran có thể vào cuộc, theo tướng lãnh của Iran đã từng tuyên bố vừa qua. Vì vậy tình hình ở tại Trung Đông khó có thể diễn tả được. Còn cảnh tượng mà người dân Palestine hiện nay đang rơi vào cái tình trạng bế tắc, cứ chạy lẩn quẩn loanh quanh và không có nơi nào an toàn, mà người dân Palestine bây giờ hãy tin tưởng vào đâu? Với máy bay không lực của Do Thái đang oanh kích từ miền Nam lẫn cả miền Bắc Gaza, một cảnh tượng rất hãi hùng chưa từng có. Từ con người đã chết, số người bị thương đang dồn dập ở các bệnh viện mà các báo chí trưng bày hôm nay. Từ phía Hamas đã tung tin, từ Tổ chức Y tế WHO cũng đã lên tiếng. Như vậy, tình hình ở miền Bắc và miền Nam Gaza khó có thể biết trước được trong những ngày sắp tới. Ngày hôm nay thì những trận đánh, những đợt oanh kích vẫn tiếp tục và xe tăng vẫn tiếp tục nạ pháo vào ở miền Nam Gaza. Vì vậy, nói đến sự hỗn loạn ở miền Nam và miền Bắc dải Gaza đang rơi vào một trong tình trạng là khủng hoảng tồi tệ nhất chưa từng có. Đó là chi tiết về tình hình ở giữa Do Thái và quân Hamas, và lực lượng của quân đội Do Thái đang bước đến kế hoạch 3, một trong kế hoạch để dọn sạch quân Hamas cũng như không còn bóng dáng quân Hamas ở tại dải Gaza. Điều đó mà Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đề ra, nhưng có đạt được hay không? Và cuộc chiến này hãy kéo dài, có thể nói là một vài năm nữa. Và tình hình hiện tại, theo tình báo
của Do Thái cho biết nó hiện nay là lực lượng của Hamas và Hezbollah cũng như luôn cả quân Houthi hiện đang có mặt khắp nơi ở Trung Đông. Họ đang thành lập nhiều tổ chức. Như vậy, với chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ và đặc phái viên đến từng quốc gia, một là ở Liban, hai là Yemen, và yêu cầu chính phủ hai quốc gia này hãy ổn định và ngăn chặn với nhóm khủng bố từ lực lượng Hezbollah và Houthi, hãy chấm dứt. Còn nếu như không, Hoa Kỳ sẽ có hành động. Điều đặc biệt hơn là với hai lực lượng này thường xuyên tấn công vào căn cứ của Hoa Kỳ từ Syria và lẫn cả Iraq, và tàu chiến của Hoa Kỳ cũng bị tấn công. Vì vậy, Hoa Kỳ không để yên. Hết tình hình ở Trung Đông ngày ngày đang phức tạp và khó có thể diễn tả được trong những ngày sắp tới. Đó là chi tiết về tình hình ở Do Thái và quân Hamas khu vực Trung Đông hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình khu vực châu Á của chúng ta, từ Tàu Cộng và lẫn cả Miến Điện, những chi tiết đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có. Thì đầu tiên, Vô Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến về tình hình ở tại Miến Điện, mà hiện tại lực lượng Liên minh Dân tộc Miến Điện hiện đang chiếm lấy được như vậy là 19 thị trấn và cho đến là 303 đồn quân sự của quân Việt. Thì với quân đội của Miến Điện, đặc biệt nhất là thống quân, kính thưa bạn, là một trong nhân vật đặc biệt Miến Điện hôm nay đang kêu gọi với lực lượng Liên minh Dân tộc hãy ngồi vào cuộc đàm phán về phương pháp chính trị để giải quyết chấm dứt chiến sự. Thứ nhất, thứ hai thì Miến Điện lại tiếp tục đe dọa quân Việt, đe dọa Liên minh Dân tộc Miến Điện, nói đến việc mà kêu gọi đàm phán, giờ đe dọa để xóa sổ lực lượng Liên minh Dân tộc. Thì thống soái cho rằng là tình hình hiện nay chúng ta phải có giải pháp. Chúng ta cùng là một dân tộc, cùng là một dòng máu, nên ngồi lại để chấm dứt cuộc chiến này. Đừng để cho người dân Miến Điện phải rơi vào cái cảnh tan nhà nát cửa. Và hiện tại gần triệu người đang rơi vào cái cảnh màn trời chiếu đất, không nhà không cửa. Thì thống soái Miến Điện nêu ra vấn đề là giải pháp để xây dựng đất nước giữa hai bên, nhưng không nêu cụ thể, kính thưa bạn. Và thứ hai cũng gửi một thông điệp cảnh báo, nếu như lực lượng Liên minh Dân tộc không ngồi lại cuộc đàm phán để giải quyết về tình hình nội chiến ở tại đất nước Miến Điện, thì quân Việt sẽ xóa sổ lực lượng Liên minh Dân tộc, cho rằng đây là một nhóm người đã phá hoại, cũng có thể liệt kê vào khủng bố, kính thưa bạn. Qua lời của tướng lãnh Miến Điện đã công bố thì cho thấy là quân Việt hiện tại đang rơi vào tình trạng bế tắc và không đủ nhân lực, không đủ vũ khí để chiến đấu, mới kêu lực lượng Liên minh Dân tộc ngồi lại việc đàm phán. Dù rằng họ có binh lực, có xe tăng, máy bay, có đủ thứ, nhưng họ không được lòng dân. Lực lượng quân Việt bị lực lượng Liên minh Dân tộc đánh tới đâu, họ đầu hàng đến đó. Vì vậy là thống soái đã thấy được là đã bại trận, mới kêu gọi giữa hai bên ngồi vào cuộc đàm phán. Nhưng cái kiểu cách đe dọa này thì lại là càng tệ hơn, mà người dân Miến Điện hiện tại với hàng trăm bộ tộc hiện nay đang hốt sức để chống trả và đánh quyết liệt với quân Việt. Thì lực lượng Liên minh Dân tộc đã chiếm được tất cả các khu vực biên giới quan trọng và có thể họ khóa cửa khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và lẫn cả Thái Lan. Theo những tin tức hiện nay mà lực lượng Liên minh Dân tộc đã cho biết, nói giải pháp của chúng tôi là yêu cầu tất cả các quốc gia ở bên ngoài đừng can dự vào nội bộ của đất nước Miến Điện, đặc biệt nhất là
Trung Quốc với hành động can thiệp tiếp tế vũ khí cho lực lượng quân Việt. Tức là hành động đang đối đầu, đối nghịch với chúng tôi. Giải pháp của chúng tôi là chúng tôi cần phải ngăn chặn dòng tiếp tế vũ khí, lương thực. Thì nói đến trận chiến này, kính thưa bạn, đặc biệt nhất là ở Bang San, hiện tại thì Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề từ các doanh nghiệp và khu công nghiệp, luôn cả đường sắt, đường tàu hỏa và cửa khẩu đã bị đóng. Lực lượng Liên minh Dân tộc đã phá hủy hoàn toàn. Với nói những gì mà có hai chữ Trung Quốc vào đây. Vì vậy, tình hình ở tại Miến Điện đang rơi vào một trong tình trạng có thể nói là ở mức tồi tệ chưa từng có. Đó là theo tin tức từ Liên Hiệp Quốc đã công bố mà hiện tại lực lượng Liên minh Dân tộc đang chiếm lấy được, làm chủ được tất cả những khu vực mà họ đang kiểm soát hôm nay là 309 đồn quân sự và 19 thị trấn. 19 thị trấn này có thể lên tới là 2 tỉnh, là một trong con số khổng lồ mà lực lượng quân đội Liên minh Dân tộc hiện đang kiểm soát và tiếp tục những đợt đánh hiện đang diễn ra ở miền Bắc của Miến Điện. Vì vậy, lực lượng quân Việt họ không có cơ sở, cũng như hầu như họ đang thất thế. Mình thống soái mới kêu gọi cuộc đàm phán về giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc chiến. Thì tình hình hiện nay với lực lượng Liên minh Dân tộc chưa có thông báo và trả lời, cũng như cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Thì chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới giữa lực lượng Liên minh Dân tộc Miến Điện và quân Việt sẽ ra sao, ai thắng ai thua cảnh tượng này. Thì theo nói đến đề các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là với lực lượng Liên minh Dân tộc đã thông báo cho biết nói binh lực của chúng tôi không có, không thiếu và vũ khí của chúng tôi không thiếu, nhưng nguồn cung cấp vũ khí từ đâu? Trước kia quân Việt đang tố cáo là lực lượng Liên minh Dân tộc Miến Điện đã mua bán ấp viện trái phép cũng như trồng cần sa để lấy tiền mua vũ khí. Nhưng nếu nói cái số này thì nó không có nhiều, kính thưa bạn. Nhưng vũ khí từ đâu? Đó là cái là vấn đề quan trọng hiện tại, tình hình ở tại Miến Điện hôm nay, riêng về ở tại đất nước Trung Quốc. Nói đến tình hình đất nước Trung Quốc hiện tại ngay bây giờ, thì hầu như về mặt kinh tế là Trung Quốc đang rơi vào tình trạng tồi tệ. Đặc biệt nhất là những công ty bất động sản. Cho đến giải pháp ngày hôm nay, thì Tập Cận Bình cũng không nêu ra chi tiết và không cứu nền kinh tế với những công ty bất động sản này. Và nhiều doanh nghiệp ở tại đất nước Trung Quốc nói đến là cảnh tượng hiện tại chuẩn bị đến Noel đến nơi, kính thưa bạn. Nhưng lại là kinh tế đang dậy chết và mức âm u của nó ở cách tồi tệ chưa từng có. Từ hàng hóa, bán hàng, mọi thứ lại cộng thêm với một hồi chuông cảnh báo chứng nghẹt thở hiện nay đang tê liệt ở các bệnh viện quá tải và bệnh viện hầu như không còn giải pháp nào để cứu vãn tình thế dưới chứng nghẹt thở này. Thì đất nước Trung Quốc sẽ ra sao? Theo nhiều báo chí bình luận cho rằng với hiện nay với chứng nghẹt thở này đang lây lan nhiều quốc gia ở khu vực châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản đã có dấu hiệu đã có nhiều người bị trường hợp này và nó có lây lan đáng sợ giống như dịch xanh đột gió, dịch vàng ở Vũ Hán hay không. Đó là chi tiết về tình hình nói đến là ở chứng nghẹt thở hiện đang sôi động hôm nay. Thì từ Thượng Hải cho đến tất cả các tỉnh thành khác, Hồ Bắc, Hồ Nam đã hứng chịu những cơn giá rét, cơn bão vừa qua. Thì bây giờ trên chuẩn bị thêm một kịch bản mới theo tin tức từ khí tượng của Tàu Cộng cho rằng là trong vài ngày tới sẽ có một cơn rét đáng sợ đến đất nước Trung Quốc. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Tàu Cộng cũng như những cục diện mới
đang diễn ra. Riêng về Bắc Triều Tiên, thì Bắc Triều Tiên hôm nay lại tiếp tục thêm đóng cửa hai đại sứ quán của nước ngoài, một là Seoul, hai là Jeolla, kính thưa bạn. Thì hai quốc gia này đã đóng cửa đại sứ và Bắc Triều Tiên đuổi đi, không biết Kim Jong-un làm cái kiểu cách gì, cũng như cắt đứt về ngoại giao. Mà không phải hai quốc gia này không, vừa qua thì đã có Nepal và những quốc gia khác cũng đã đóng cửa. Bắc Triều Tiên đuổi thẳng đại sứ của những quốc gia này rời khỏi đất nước của họ. Bắc Triều Tiên cho rằng với những đại sứ đến đây để làm gián điệp, vì vậy cái giải pháp mà họ không cần phải ngoại giao và cách tiết cho Bắc Triều Tiên theo thế giới đã lên tiếng. Thì có phải là mục tiêu của Bắc Triều Tiên là sẽ đóng cửa toàn diện hay không? Theo lời của Kim Jong-un đã phát biểu vừa qua là chúng tôi sẽ tiếp tục đóng cửa các đại sứ nước ngoài lên đến là 40 quốc gia, trong đó có cả Cuba, kính thưa bạn, và Venezuela cũng đóng cửa thời gian vừa qua. Và cho đến bây giờ thì Bắc Triều Tiên có phải là không cần đến ngoại giao hay không? Vì hiện nay Kim Jong-un là đang ở trong cái tình trạng là đặt vấn đề chiến đấu và báo động cho quân đội Bắc Triều Tiên. Từ vũ khí, tất cả mọi thứ, khi Bắc Triều Tiên đã phóng được vệ tinh, thì nói về ngành quân sự của Bắc Triều Tiên là đang đe dọa đến Nam Hàn nhiều hơn nữa, một cách đáng sợ chưa từng có, kính thưa bạn. Hiện nay Hoa Kỳ phải đặt trọng tâm và hệ thống lá chắn từ Ấn Độ Dương và cho đến Thái Bình Dương, từ Hỏa Tiễn Thát và nhiều loại vũ khí, hệ thống lá chắn khác, và cả Nam Hàn đang dấy lên dây cốt về vấn đề hệ thống lá chắn mà Bắc Triều Tiên có thể hành động đến vũ lực quân sự trong những ngày sắp tới, theo những gì quân đội bộ phòng Nam Hàn đã cho biết, và luôn cả Hoa Kỳ đang đặt ở trong tình trạng đang căng thẳng, lại cộng thêm Tàu Cộng đang nê danh ruốt và đe dọa đến Hoa Kỳ từ tàu chiến cũng như khu vực châu Á Thái Bình Dương, càng thấy rõ Đài Loan đang đặt ở trong cái tình trạng là sẵn sàng cuộc chiến nổ ra. Từ đây cho đến ngày bầu cử ở tại Đài Loan và luôn cả bầu cử của Hoa Kỳ trong năm 2024 có thể là một cuộc chiến sẽ bùng nổ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, khi Nga và Tàu Cộng và Iran, Bắc Triều Tiên đã bắt tay với nhau. Hôm nay trục ma quỷ đang lộng hành, và giải pháp đó Hoa Kỳ phải làm gì? Chỉ hiện tại với hai cuộc chiến giữa Ukraine và Do Thái với hưng quân Hamas ở Trung Đông, hai cuộc chiến từ châu Âu và lẫn cả Trung Đông, thì liên minh NATO và Hoa Kỳ hãy nói là đã hụt hơi. Nói vấn đề vũ khí, kính thưa bạn, những loại vũ khí thông thường, đạn pháo M777, đạn hoa tiễn HIMARS và bạc tỷ giót, với ba loại đạn này thì Hoa Kỳ đã khó trở tay. Và nếu như một cuộc chiến bùng nổ lớn thì Hoa Kỳ có đủ sức để ngăn chặn hay không? Theo các báo chí bình luận cho biết rằng nếu như Hoa Kỳ không đặt trọng tâm để sản xuất vũ khí một cách dồi dào giống như những gì mà đã tuyên bố, thì một cuộc chiến đó, cơ hội mà Tàu Cộng và Nga, luôn cả Bắc Triều Tiên sẵn sàng ra tay để tấn công vào quân đội của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á trong năm 2024 tới đây, thì tình hình chúng ta đang thấy rõ, tức là Tàu Cộng đang tung những vũ khí và binh lực của Tàu Cộng đang uy hiếp Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, cộng thêm với sự đe dọa của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và họ cũng có thể bắn thẳng đến đảo Guam và luôn cả những khu vực khác của Hoa Kỳ với tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên. Tàu Cộng thì có tên lửa DF-41 và cho rằng bắn thẳng đến Hoa Kỳ. Vì vậy, tình hình thế giới trong năm 2024 là đang báo động ở mức tồi tệ của năm 2024. Và kinh tế cả thế giới trong năm 2024
sẽ sụt giảm ở cách đáng sợ chưa từng có và nạn lạm phát tăng cao như lời của Liên Hiệp Quốc đã công bố là năm 2024 với năm 2023 thì sự chênh lệch về kinh tế toàn thế giới sẽ giảm sụt ở mức độ là đến 60%. Ây cha, 60% kính thưa bạn là phải khổ sở dài dài nữa, là tiền tiết kiệm hay tiền gì và đồng tiền nó trở thành không có giá trị. Như vậy thì vấn đề gì của thế giới trong năm 2024 mà các báo chí đề cập đến hôm nay? Đó là chi tiết về tình hình Biển Đông cũng như luôn cả Tàu Cộng và khu vực châu Á của chúng ta. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Việt Nam. Thì đầu tiên Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến chủ tịch của tỉnh Quảng Nam mới vừa công bố hôm nay nói đến về ngân sách quốc gia và phát triển của tỉnh Quảng Nam cuối năm của năm 2023 thì hiện đang rơi vào cái tình trạng là tồi tệ, đang phát triển âm đến 70%. Ây cha, chơi này cái bộ hơi bị mệt. Vào năm 2022 thì sự phát triển của Quảng Nam đã đạt được tới 31.700 tỷ đồng. Nhưng hiện tại của năm 2023 đã cuối năm thì được có 231.700 tỷ đồng tiền Việt Nam. Như vậy là mất đi 70%. Ây cha, ở mức độ âm phát triển kinh tế, làm ăn giỏi thiệt, kính thưa bạn, nghĩa là tụt hậu ở cách đáng sợ chưa từng có. Như vậy với ngân sách cần phải được Quốc hội phê duyệt và rót ngân sách về cho Quảng Nam. Trước kia nhờ vào bán đất của dân, lấy đất của dân bán, rồi lấy tiền đó bỏ vào ngân sách để báo cáo là đạt được chỉ tiêu. Nhưng bây giờ thì đất không còn nữa, và cũng như không bán được nữa. Vì vậy, nói đổ lỗi cho việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam vào tỉnh khác mở rộng thêm và cuối cùng bị phát triển âm, kinh tế khó khăn, vân vân. Đó là nói đến việc mà Quảng Nam đã thông báo là làm ăn kinh tế phát triển âm. Kính thưa bạn, phát triển nhưng mà phát triển âm, chứ không phải là phát triển mạnh, phát triển là ở 6 mấy, 7 mấy dân dân, nhưng mà phát triển âm. Thì đó là tỉnh Quảng Nam. Còn lại những tỉnh khác, thì theo tin tức từ Quốc hội của các tỉnh, chưa có thông báo, nhưng cho rằng là cũng không có được sáng sủa gì, phát triển âm từ 2 tới 3 hoặc là 5-6 kính thưa bạn, dân dân. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam ngay bây giờ phải nói là đang chạy đôn chạy đáo tìm cách phát triển kinh tế và vực dậy nền kinh tế, nhưng mà không biết vực đông thấy đè vực dân không, có chết cha chết cái chỗ đó, kính thưa bạn, là đè vực của dân không à, từ các nhà giàu và những chủ đầu tư dân dân. Vì vậy tình hình kinh tế của Việt Nam phát triển của năm 2024 tới đây, Du Danh thấy tôi đuôi, kính thưa bạn, là giống y hệt như là những gì mà Phúc Niễn vừa qua đã tuyên bố, nói tôi không thấy cái gì mà được sáng sủa hết, mà tôi thấy là tôi rất là hoang mang của năm 2023, vào thời điểm mà Phúc Niễn chuẩn bị lột cái chức, bỏ cái ghế của mình, rời khỏi chức chủ tịch nước. Vì vậy, tình hình hôm nay, đất nước Việt Nam đang lên cái hồi chuông cảnh báo của năm 2024 là một năm tràn đầy khó khăn, và người dân của chúng ta sẽ tiếp tục khó khăn nữa. Bằng chứng cụ thể ngay bây giờ ở tại Sài Gòn, Cần Thơ, những tỉnh thành lớn của Việt Nam, kính thưa bạn, thì nói đến là kinh tế là hàng quán ế ẩm và lại càng khó khăn hơn, và công ăn việc làm lại cũng càng khó khăn. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách mọi thứ để lấy tiền của người dân. Đó là những gì mà các báo chí đang lên tiếng hôm nay về tình hình đất nước Việt Nam, đặc biệt nhất là Quảng Nam phát triển âm, kính thưa bạn, ở mức là 70%. Đó là tin tức về Việt Nam. Dân Du Danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.
bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Dẫu cho da nhựa bọc thây, tình yêu tổ quốc vẫn luôn đong đầy. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Cùng anh em sớm trưa miệt mài. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng cam cộng khổ với quê hương này. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi cao nguyên. Ôi nghe âm vang tiếng dân mình oan than. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi đào xa. Biển Nhân hỡi, đây tổ quốc nơi tuyến đầu sông núi. Tiên nhân hỡi, tiên nhân hỡi, ôi bao xương sông nơi. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Dù cho da nhựa bọc thây, tình yêu tổ quốc vẫn luôn đong đầy. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Cùng anh em viết trang thư này. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Bằng quyết tâm gìn giữ núi sông này. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi cao nguyên. Ôi nghe âm vang tiếng dân mình oan than. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi đào xa. Tiền nhân hỡi, đây tổ quốc nơi tuyến đầu sông núi. Tiền nhân hỡi, tiền nhân hỡi, ôi máu xương sông nơi. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Bằng quyết tâm gìn giữ núi sông này.